Cô ơi, trước khi ông mất, ông có đưa con cái lá thư này nè. Con gái thương yêu, cha rất xin lỗi vì đã đối xử không tốt với con. Cha rất hối hận. Cha mong rằng con sẽ lớn lên trong bình an và hạnh phúc. Nếu như có kiếp sau, cha hứa sẽ bù đắp cho con nhiều hơn. Cha rất thương con. Dạ, con xem giấy tờ với lại mấy miếng đất mang tên của em để em còn làm ăn. Đất nào tên của bà? Chỗ người lớn là nói chuyện ra sao hay cha đi. Đúng, vì con là con nít nên là con nhờ quan đọc mấy tờ giấy này do cha con để lại. Âm mưu hãm hại chồng để chiếm đoạt tài sản đất đai, tôi sẽ cho người làm rõ việc này. Chắc có hiểu lầm quá. Hiểu lầm là cha tôi hơn 10 năm nuôi con người khác. Con cứ yên tâm, qua sẽ bảo vệ cho con. Ngoại không vô đâu, người ta nhìn thấy ngoại về người ta khinh ngoại đó con. Giờ nhà này là của con rồi, không có ai dám khinh ngoại nữa đâu. Đúng rồi đó ngoại, ai mà dám khinh ngoại á là con sửa đẹp người đó luôn. Thiệt hả con? Dạ. Con ở đây chi vậy? Thì tao qua thăm mày.